Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị chức năng trực thuộc yêu cầu quản lý, chỉ đạo lĩnh vực giám định pháp y tâm thần. Bộ Y tế nêu rõ, thời gian qua, liên quan đến lĩnh vực giám định pháp y tâm thần đã xảy ra một số vụ việc phức tạp. Một số đối tượng đã lợi dụng có bệnh án tâm thần để gây án hoặc trốn tội gây bức xúc trong xã hội, cũng như gây khó khăn đối với các cơ quan tố tụng trong điều tra, xử lý các vụ án. Để công tác giám định pháp y tâm thần được triển khai chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của cơ quan tố tụng, đánh giá đúng tỷ lệ tổn thương cơ thể, cũng như tình trạng tâm thần của đối tượng giám định, không để xảy ra hành vi làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, lưu trữ hồ sơ bệnh án và cấp tóm tắt bệnh án tâm thần cho người bệnh. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án tâm thần không đúng tình trạng bệnh lý tâm thần và không đúng quy định của pháp luật. Ngày 10 tháng 10, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phùng Ngọc Thu, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Bắc Giang, Đoàn Thị Phương, sinh năm 1982, ngụ thành phố Hà Nội và 4 người khác về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Trước đó, rạng sáng ngày 1 tháng 10, căn nhà của bà Quy ở đường Bầu Cát, phường 12, quận Tân Bình bị nhóm đối tượng khủng bố bằng sơn, mắm tôm. Qua điều tra, công an nhận định có thể vì không trả tiền nên nhóm đối tượng khủng bố bằng chất bẩn, mắm tôm để đòi nợ. Tại công an, nhóm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Thu và Phương cùng góp tiền để cho vay ở các quận như Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, quận 12. Với hình thức cho vay tiền góp trả theo ngày với mức lãi suất 27% một tháng, 324% một năm. Nhóm hoạt động từ năm 2021 đến nay với số tiền gốc cho vay tới hơn 1 tỷ đồng. Khách khi có nhu cầu, tùy theo điều kiện sẽ được giải ngân từ 10 đến 150 triệu đồng. Tiền phí làm hồ sơ được các đối tượng ấn định vào mức 5 đến 10% trên tổng số tiền vay, phải góp trước ngày đầu và ngày cuối. Công an đã xác minh với 60 khách vay tiền và mời làm việc được 8 khách vay của nhóm Thu, Phương. Kết quả xác định, Phương bỏ 450 triệu đồng cho 4 người vay, thu lợi bất chính được hơn 152 triệu đồng. Còn Thu cho 5 cá nhân vay với số tiền cho vay gần 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 386 triệu đồng.